Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Chuẩn quét hero. Let's go. Wow, một sạch ra luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ hai. Granny Chapter 2 Diablos. One day. Okay, let's go. I see you. Ok, mình sẽ mở đây. À đây, một khẩu súng điện. Xem bên này còn gì không. Không còn gì. I see you. Let's go. Thank you.
đây chiếc chìa khóa để mở căn phòng này. Ok. Những bức ảnh. Cho hết vào đây. Let's go. Chỉ cần hở một tí thôi là các bạn có thể lấy được cái này. Chứ các bạn cũng không phải cần phải chui. Ok, rơi đi. Không có gì đâu. Ok, đây là một quyển vở để các bạn học lái máy bay. Let's go. Đây có một phần ba bức ảnh. Let's go. Không có gì ở đây. Thế thì chắc chắn là trong cái lỗ kia rồi. Mình sẽ ngó ở đây xem có gì không.
Ok, không có gì. Vậy thì sẽ ở chỗ con quái vật. Let's go. Một miếng thịt. Ok, let's go. Wow, không có. Let's go, baby. Wow, chiếc máy bay rất là to, nhưng mà đang bị gãy cánh. Oh my gosh. Ông ta hóa ra là đang xem trên camera. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Play. Continue. Ok, và từ game này thì các bạn phải đi tìm 20 cái túi và tìm những con số ở trong ngôi nhà này. Ở đây thì có một con ma, nhưng mà nó chỉ đi xung quanh lan can thôi, cho nên các bạn không phải sợ gì cả. Khi mà vào trong một căn phòng nào đó thì các bạn không phải sợ gì, bởi vì nó sẽ không vào trong phòng. Ở đây thì các bạn thu thập cả những con mắt, và những con mắt này thì khi các bạn ấn vào thì các bạn sẽ biết nó đang đi vào nhà. Và con mắt này nó sẽ là tượng trưng cho con mắt của nó, thì con nó nhìn đi đâu thì con mắt nó sẽ cho các bạn nhìn đi đấy. Ok, let's go. Rồi, tiếp tục đi ra đây. Còn này có gì không? Cũng là mắt. Chỗ này không có gì. Tiếp tục đi sâu vào trong này. Ồ, nó đang gần đây rồi. Khi nó gần các bạn thì nó sẽ có những cái rung động và những tiếng kêu. Và nó xuống tầng. Mình sẽ xem nó đi không. Nó đang ở tầng hầm. Bây giờ mình sẽ bò lên tầng 2 luôn.
Ok, let's go. Chiếc cưa, còn các bạn chiếc cưa là cái này. Let's go. Rồi, lại trở về điểm ở dưới tầng 1, tầng hầm. Và các bạn hãy xuống tầng hầm và tìm tất cả đủ 20 túi tiền. Sau đó thì các bạn sẽ phải tìm những con số và thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ngôi nhà ma. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Evin. Let's go. Start game. Ok. Đi rồi. Tiếng nghe rất là khiếp luôn. Điên và ta bị quỷ sa tăng nhập vào. Tựa game này game Evin luôn, nghe tiếng cũng rất là khiếp, và đến tựa game Granny Evin này cũng rất là khiếp luôn. Chỗ này không có gì, mình sẽ ra ngoài xem. Có cả tiếng trẻ con ở đây và ta gần đây rồi. Oh my god. Oh my god, mà ta là ngay đằng sau mình. Chết rồi. Wow. Oh my god. Yeah. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slender Rising 2. Let's go. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 7 con ma. Và những con ma nó sẽ lẩn vẩn trong cái map này. Các bạn sẽ tìm và các bạn sẽ thu thập nó, chụp những bức ảnh để thu thập nó về. Ok. Thì ở đây thì tựa game này thì nó sẽ xuất hiện từng con ma một. Khi các bạn chụp được con ma này thì con ma sau sẽ xuất hiện và sẽ nó lại đi quanh quẩn trong map này tiếp. Sau đó các bạn sẽ đi truy tìm. Thì ở tựa game này thì các bạn chỉ có tránh Slenderman thôi. Khi gặp Slenderman các bạn quay đi thật nhanh thì các bạn sẽ không sợ gì cả. Đây rồi, gần đây sẽ có một con ma. Và nó đi rất là nhanh, chỉ cần các bạn cẩn thận. Đây rồi. Ok,
Ok, một con. Các bạn cứ đi xung quanh cái map bản đồ và thu thập tất cả những con ma về. Mình vẫn chưa gặp Slender. Ông ta chắc đang ẩn nấu ở đâu đó. Thường thì những chỗ ông ta hay xuất hiện thì những chỗ đó thì hay có ma. Chắc chạy đi rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con ma là các bạn sẽ hoàn thành được game. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Slender's School. Đây là một tựa game ma, bóng ma trong trường học. Let's go. Mình sẽ mở từng lớp một. Tới màu này không có gì. Bây giờ sang hai lớp học bên này. Một chú gấu bông nhặt lên và cầm thôi. Let's go. Chiếc chìa khóa. Không có gì. Rồi, mở từng cái này ở trong này ra. Món đồ thứ hai. Chiếc chìa khóa. Còn lại thì mình sẽ ăn tí máu luôn. Ok, khi các bạn tìm hết ở dưới tầng 1 này rồi thì các bạn sẽ lên trên tầng 2. Lên cầu thang nào. Chiếc chìa khóa tiếp theo. Không có gì ở đây. Phòng rõ rộng nhưng lại không có một món đồ nào. Rồi mình sẽ vào trong phòng bếp. Không có gì, có một thứ rồi. Ok, và các bạn sẽ đi tiếp tục sang phòng bên kia và lại lên trên tầng. Granny, cho tôi ăn. Vào đây, continue. Let's go. One day.
ra ra xem có gì không. Ok. Hết rồi, còn một cái món đồ này thôi. Let's go, xuống đây thôi. Chứ đằng sau bà ta biết là mình ở đây, xong bà ta lên nhanh thế nhỉ? Oh my god. Mình sẽ cắm vào cái này. Oh my god. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này các bạn phải chơi, phải để ý cả mắt xung quanh chiếc iPad của các bạn và để tránh những con ma nó sẽ xuất hiện. Ok. Rồi, con đầu tiên. Wow, let's go. Xuất hiện ngay chỗ cây. Wow. Oh my god, wow. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.